Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta chọn từ khóa và chúng ta chèn cái từ khóa này vào trong cái bảng test của YouTube hoặc là trong các cái bài viết của chúng ta gọi là cái đám mây từ khóa, để cho cái công cụ tìm kiếm của Google nó sẽ dễ dàng thấy hơn và đưa thứ hạng cao hơn. Cái thứ nhất là để chọn từ khóa thì chúng ta vào trong cái công cụ gọi là Google Planner của Google, sau đó chúng ta đánh cái từ khóa cần tìm để chúng ta biết được cái xu hướng cái từ tìm kiếm ở trong tháng. Ví dụ như chúng ta quan tâm là kinh doanh online thì chúng ta đánh vào kinh doanh online. Sau đó chúng ta chọn là get idea, tức là lấy ý tưởng. Kết quả đã được chia sức. Ở đây là tiếng Anh nhưng chúng ta phải chọn tiếng Việt, như là Việt Nam My, chúng ta chọn tiếng Việt. Thì này thế là từ khóa này là nó đã được hiển thị từ tiếng Việt. Chúng ta chọn tiếp tục là Get Idea, lấy ý tưởng từ khóa. Chúng ta thấy là cái tháng gần nhất là cái từ khóa kinh doanh online, để số lượng người tìm kiếm là 2.920 người. Và còn có nhiều cái từ khóa khác nữa. Tiếp đến thì bây giờ chúng ta download cái bảng từ khóa này về. Chúng ta lưu lại. Và chúng ta mở cái từ khóa này lên. Mở khoai cái file từ khóa lên. Chúng ta kéo ra cái khung từ khóa ra và chúng ta copy nhóm từ khóa mà chúng ta cần quan tâm và mở vào bên một cái file Excel mới, và chúng ta dán vào trong cái cột này mà chúng ta đã dán ở cột đầu tiên, có thể gọi là cột A. Bây giờ chúng ta muốn đặt cái dấu phẩy vào trước tất cả các cái bảng từ cái chuỗi từ khóa, thì chúng ta đánh dấu bằng cho đánh dấu nháy thứ nhất, cho đánh dấu phẩy, đánh dấu nháy thứ hai, chúng ta đánh dấu và chúng ta đánh A1. Và sau đó chúng ta quét khối toàn bộ cho cái cột gọi là cột B để nó copy công thức qua toàn bộ. Thì lúc này chúng ta thấy có tất cả các cái dấu phẩy ở phía trước của các cái nhóm từ khóa. Tiếp theo là chúng ta mở cái phần trình duyệt, phần soạn thảo văn bản mà gọi là Notepad nằm trong Windows. Và chúng ta dán vào trong phần Notepad, sau đó chúng ta lại copy từ Notepad chúng ta dán vào trong cái trường test của YouTube. Và thế là chúng ta có được một bảng từ khóa rất là nhanh chóng. Chúc các bạn thực hiện thành công.